Xin chào mừng các bạn đến với Phượt TV và tôi là Tội Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập hợp một sản phẩm mới mà sắp tới đây Phượt TV sẽ làm một hành trình đặc biệt. Có thể đây là hành trình xuyên Việt chẳng hạn, nhưng mà mục tiêu của nó đợt này sẽ khác những cái chuyến đi lần trước. Và sản phẩm của chúng tôi tập hợp ngày hôm nay đó là một chiếc Jack Caliber 8. Đây là một dòng xe đạp thể thao mà nó có một phân khúc trung bình thôi, rất là tiện lợi. Các bạn có thể xem giá sản phẩm và chi tiết sản phẩm ở cái đường link bên dưới mô tả nhé. Chúng ta sẽ nhìn qua một vòng của chiếc Jack Caliber 8 này. Đây là tên sản phẩm này, Jack Caliber 8 màu trắng, đến từ Jakarta, Indo. Và đây là tên của sản phẩm, series sản phẩm của xe này. Kích thước của cái thùng này là 146 x 24 x 82 cm các bạn. Còn 1,5 m. Các bạn có thể thấy cái thùng này, xung quanh thùng là những cái vị trí để chúng ta có thể rinh cái thùng này rất là dễ dàng, di chuyển dễ dàng khi mà đóng thùng. Thì sau khi chúng ta sử dụng xong thì đôi khi chúng ta cần vận chuyển á, chúng ta có thể đóng lại thùng này, có thể vận chuyển đi máy bay rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ tập hộp nhé. Chúng ta mở cái đường dây băng keo dán ở phía trên thành thùng ở đây này. Đấy. Đây là ngang ở đây. Đó, bên này cũng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui nhé. Wow wow wow. Khui. A ha. Khi chúng ta mở ra thì chúng ta có thể thấy là ở đây có cặp vỏ này, vỏ xe này, cặp vỏ này. Mình có mua thêm cái ba ga, chứ thực tế là dòng MTB thì ba ga nó không có đi kèm. Mình có mua thêm ba ga và được shop họ tặng thêm một số món đồ. Ở đây thì mình có mua thêm một cái yên trồi sụp nữa này. Đây cặp lốp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa chiếc xe này ra khỏi hộp nhé. Rồi, chiếc Caliber 8 nó ra khỏi thùng. Chỗ này có mấy cái hộp đồ, mình có mua kèm thêm mấy cái đồ nữa. Để coi là gì nhé. Đây là cái yên góc này, đây là cốt yên góc này. Mình có thay một yên mới, yên trồi sụp. Đây là cái pedal này. Rồi, hết rồi các bạn, chúng ta đã hết đồ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp chiếc xe này nhé. Mình đã cho chiếc xe ra khỏi thùng thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xem thử là những cái vật dụng thiết bị phụ kiện của cái Caliber 8 thế nào nhé. Đây là cặp phuộc này, phuộc trước, logo của chiếc Caliber 8 của hiệu Jack. Chúng ta hãy cùng nhau đi một vòng nhé. Đây, đây cặp bánh của nó. Thánh xe. Ở đây thì mình có mua thêm một cái ba ga nữa. Và cặp bánh sau. Bánh sau đã được ráp sẵn rồi. Nhà sản xuất rất là cẩn thận khi mà bao bọc xung quanh chúng ta rất là kỹ, các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ từ từ tháo ra từng bộ phận nhé. À, đây là cặp lip này, sân lip này. Mình có mua một chai dầu mới để về tra khi sử dụng. Rất là đẹp, rất là đẹp. Hơn ý các bạn, quá đẹp luôn. Đây có logo của chữ X Caliber nằm dưới đây. Bộ phận đầu tiên chắc là có lẽ chúng ta sẽ lấy cái ghi đông ra trước. Đây, bóc tem. Rồi then, đây là cái cổ xe rất là đẹp. Chiếc xe này thì mình sử dụng size, mua size L. Đây các bạn có thể thấy cái size của chiếc xe thì size L là có chiều cao từ 1,8 trở lên. Người sử dụng xe có chiều cao từ 1,8 trở lên thì nó sẽ rất là vừa vặn form người, rất là đẹp, chi tiết rất là tuyệt vời.
Gold Alpha Aluminum. Chiếc xe này thì được sản xuất tại Trung Quốc, một nhãn hiệu toàn cầu của Indo. Bây giờ chúng ta sẽ xem những phụ kiện đi kèm chiếc xe này nhé. Thì đây là hộp phụ kiện này, đây là chiếc yên xe và cốc yên của xe này, đây là chiếc yên xe và cốc yên của nó. Nhưng mà mình có mua một cái cốc mới, cốc tròi sụp, cũng như là sử dụng bộ tháng tròi sụp rất là tiện lợi khi mà di chuyển địa hình. Ở đây còn có cái bidan, cặp bidan xe đạp. Mình nghe mọi người nói là cái bidan mà đi thì kèm theo xe thì nó không được tốt, phải mua bidan mới. Nhưng mà mình muốn trải nghiệm thử cái chiếc này, cái bidan này đến bao lâu thì nó hỏng, nên mình cũng chưa mua cái bidan mới kèm theo, mua sau. Đây có kèm theo chai dầu nữa này. Rồi. Gì nữa không? Hết rồi. Tiếp theo là những hộp đồ mình mua thêm, mình kêu trẻ thì còn có những gì nữa nhé. Ở đây là một số cái sản phẩm mình được tặng kèm này. Ở đây là một cái bình nước. Bình này thì nhìn đơn giản quá, không biết sử dụng có bị hôi không. Mình đã chuẩn bị rồi. Đây là cái gì ta? Cái đồ lắp yên tròi sụp của mình, bộ dây của yên tròi sụp này. Mình có mua thêm cái ống bơm xe đạp này. Đây là cặp ruột, đây là cặp ruột 29, hai cái xăm á, mình mua để mình sử dụng. Đây mình mua cái bơm nữa, bơm giá 599.000 để trang bị cho cái bộ đi chiếc xe đạp này sử dụng nó tiện lợi hơn. Thì mình mua cái một bộ tun M10, thì mình không nhớ rõ giá bao nhiêu, thì mình sẽ để thông tin ở dưới cái mô tả chi tiết của video này thì các bạn có theo dõi. Sử dụng mình sẽ không sợ nó bị hỏng những cái đầu ốc hay là hỏng những cái đầu của tun, thì nó sẽ bảo quản con ốc này tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp nhé. Ở cái bộ tun này thì mình thấy là nó cái thiết kế của nó rất là dễ sử dụng các bạn. Các bạn có thể thấy cái khoảng cách ở đây chúng ta vừa rất là vừa cái tay nắm của mình, nên là mình dùng rất là tiện lợi. Chúng ta sẽ để ốc này. Đặc biệt là khi cái đầu của các cái lục giác này nó cứng thì nó sẽ không bị làm cho những con ốc này nó bị hỏng. Đó là điểm rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng những cái tool mà nó chất lượng các bạn. Chúng ta sẽ tháo nhẹ đầu trên của cái con ốc này ra một tí nữa, rồi chúng ta cho cái ghi đông vào. Mọi thứ đều rất là mới, đến cả con ốc này nó vẫn còn cái dấu, các bạn có thể thấy con dấu sơn xanh của nó đúng không, niêm ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ lắp chiếc di động này lên, cái sự canh chỉnh nó đây, đưa ốc vào bạn ốc trên đi cho nó giữ. Chúng ta có hoàn toàn có thể canh chỉnh cái chiếc cái ghi đông này theo những cái vạch màu lên này, để cho nó sự cân đối. Và cộng thêm là ở đây nó có những cái vạch sơn để các bạn có thể căn chỉnh cho chiếc xe đạp của mình nó vừa ý. Sau khi mình đã lắp xong cái ghi đông thì chúng ta sẽ tiếp tục đến tháo những bộ phận tiếp theo ra. Giờ mình tháo cái chiếc ba ga này mình mua thêm này. Ba ga này phải mua kèm theo các bạn ạ. Mua thêm này đó. Tại vì chuyến này mình thì đang dự định là mình sẽ đi một chuyến xuyên Việt dài ngày, nên là mình sẽ mua thêm một số bộ phận để mà
như ba ga để mà mình đặt được cái chiếc túi mình chở đồ. Nhưng mà có thể là một chuyến này mình sẽ không lắp ba ga, vì đây là một trong những chuyến đi mà mình sẽ đặt ra một cái mục tiêu rất là hơi cái phần khó khăn nhiều để thử thách bản thân. Các bạn hãy đón xem những clip tiếp theo của Phượt TV trong kế hoạch xuyên Việt của mình nhé. Rồi chúng ta sẽ cái phần này ra, lấy chiếc bánh xe ra. Chúng ta lấy bánh xe ra này. Rồi. Sau khi lắp xong cái ghi đông trước thì bây giờ chúng ta sẽ quay cái đầu xe chúng ta lại để lắp tiếp bánh trước đầu xe. Mình rất là cẩn thận nên là đã trải một tấm gạch tông ở dưới để lắp xe nó khỏi bị chảy các bạn. Và đây là cái bánh xe này, bánh trước này. Theo mình nghĩ thì với một chiếc xe thì việc mà các bạn mua về và tự lắp nó cũng đơn giản thôi, tại vì các nhà sản xuất thì họ đều lắp đặt rất là tiện lợi rồi. Dòng xe này chúng ta có thể sử dụng một thời gian, rồi có những chuyến đi dài đi nước ngoài chẳng hạn, gửi hàng không thì chúng ta sẽ sử dụng lại chiếc thùng này này. Chúng ta đóng gói giống như họ đã đóng gói cho chúng ta, và chúng ta có thể chuyển đi máy bay thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc lốp này vào. Ở đây thì mình có được tặng thêm một cái chăn chống này và cái cốt yên trồi sụp. Cái này rất là thú vị trong xe địa hình MTB. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn ở cái yên trời sụp này ở phần sau nhé. Đây là cái một cái chân cống xiên được tặng kèm theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp cái bánh lên. Thì ở đây là có cái bộ thắng đĩa. Thì các bạn cứ để ý là cái đĩa trước nó nằm vị trí nào thì cái đĩa sau cũng vậy. Đĩa sau vị trí nào thì rút cũng vậy. Và thường thường là cái đĩa này nó sẽ nằm bên tay trái, để mà khi mà cái tháng trước đó là tháng bên trái, nên là khi chúng ta sẽ gắn dây vô đây đó, thì nó không bị chéo. Chúng ta sẽ đưa vào đây rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ dùng cái trục này gắn xuyên qua để cố định xe lại đã. Rồi chúng ta vặn đi. Ok, xong. Vậy là chúng ta đã gắn xong cái lốp ở phía trước của xe. Sau khi chúng ta lắp xong cái vành trước á, thì tiếp tục là chúng ta sẽ lắp cái thắng xe vào. Đây là thắng trước này các bạn. Đây là má phanh và heo thắng phía trước. Thì chúng ta lắp thì chúng ta sẽ tháo cái miếng nhựa này ra. Miếng nhựa này để kẹp giữa hai cái bố này. Chúng ta đưa lên đây. Đưa cho nó vô đây và lắp con heo này theo cái dấu này này các bạn thấy không? Đó, chúng ta sẽ lắp vào đây. Một trong những kinh nghiệm của mình khi mà lắp cái con bố thắng heo dầu này chỗ này á, là chúng ta siết con ốc này lại á, thì chúng ta sẽ bóp thắng chặt lại, và chúng ta mới siết bóp chặt lại thì siết lại thì nó sẽ không có tạo ra cái độ mòn cho cái này, nó không bị cái tiếng các bạn, rất là êm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gỡ những cái bọc giấy ra. Tuân M10 này rất là tiện lợi các bạn. Những chiếc khóa lục giác này rất là phù hợp với chiếc xe này. Ví dụ như ở vị trí mình sẽ gắn cái sợi dây thắng vô á, thì chúng ta sẽ dùng những đầu khóa nhỏ hơn. Nó có rất nhiều cỡ để chúng ta sẽ mở nó ra. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu khóa nhỏ hơn để mà chúng ta lắp. Ví dụ như cái khổ này rất là bé này, thì chúng ta sẽ lắp vào thắng ở đây. Đây, chúng ta sẽ mở này ra và lắp cái dây thắng vô cho rất là gọn, không bị vướng. Bạn có thể thấy đó, đây là một trong những tool mà mình thấy rất là ưng ý khi mà mua để về lắp xe, và nó cũng sẽ đi theo các bạn trong hành trình dài khi mà sử dụng chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái sợi cố định sợi dây thắng lại vô sườn bằng cái kẹp sườn ở đây. Đây các bạn thấy không, đã đưa vào đây rất là tiện. Mình ốc lại và dùng bộ tool để cố định đó. Chúng ta dùng tool để bạn cố định lại những chỗ này.
rất là tiện lợi. Mình thấy cái bộ tua này gần như là rất là cứng cáp và đầy đủ các cái lục giác mà mình cần cho chiếc xe đạp, rất là tiện các bạn, rất là đẹp nữa, cứng cáp và chắc chắn, các bạn có thể thấy không? Sau khi lắp xong bánh trước thì bây giờ chúng ta sẽ lật chiếc xe lại. Rồi, lật lên. Đó. Các bạn sẽ bắt đầu thấy hình hài của chiếc xe phải không? Tiếp theo thì trước mắt thì bây giờ mình sẽ gắn chiếc yên của nó vào trước ha, chiếc yên gốc vào trước. Rồi cái yên tròi sụp, cái trục yên tròi sụp thì mình sẽ lắp sau. Mình sẽ giới thiệu các bạn trong phần tiếp theo của video. Đó, các bạn thấy hình hài chiếc xe đạp lúc này mình chưa bóc tem luôn, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tem nhé để tiếp tục theo dõi Phượt TV. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV và chúng tôi tiếp theo chúng ta sẽ review đến các bạn chiếc bơm hiệu Gem, một trong những chiếc bơm mà tiện dụng cho người đi xe đạp, có thể bơm được 100 PSI, tương đương với 7 PS. Thì chúng ta sẽ cùng nhau review chiếc bơm này nhé. Chiếc bơm này có giá khoảng 599.000, màu xanh lá. Đây là một trong những sản phẩm sản xuất của Đài Loan và trên số hiệu mình đang có là được sản xuất năm 2021. Đó, đây là chiếc bơm của mình. Thì mình sẽ tháo chiếc bơm này ra nhé. Đây là chiếc bơm còn nằm trong bao bì, chúng ta sẽ cắt ở đây để tháo chiếc bơm ra ha. Trên chiếc bơm thì cũng có cái bộ phận để lắp lên xe, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ sợ nó bị hack, bị mất, thì cũng chả cần thiết phải bỏ trên xe làm gì. Chúng ta bỏ trong một cái túi trên xe giấu đâu đó, chứ để móc trên này thì nó có thể bị mất bất kỳ lúc nào, tùy theo cách mình sử dụng thôi. Thì mình đó là cách mình bảo quản. Sau khi dựng chiếc xe lên thì tiếp theo là chúng ta sẽ bơm xe. Khi các bạn sử dụng bơm thì các bạn có thể thấy ở dưới này nó có cái điều chỉnh, thì nó có hai hướng. Khi mà chúng ta bơm từ 0 đến 40 PSI á, thì chúng ta sẽ chỉnh về hướng này. Còn nếu chúng ta muốn bơm từ 40 đến 100 PSI thì chúng ta chỉnh hướng này. Thì đầu tiên là chúng ta bơm từ 0 đến 40 thì chúng ta chỉnh hướng này, thì bơm sẽ rất là nhanh. Các bạn thân mến, đây là một cái chiếc bơm mini đa năng. Đây là với mỗi dòng xe á, thì nó sẽ có một cái đầu van khác nhau. Ví dụ như van xe đạp là đầu van nhỏ, van xe máy là đầu van lớn. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ có cách sử dụng đa năng là chúng ta mở cái đầu của nó ra và chúng ta có thể thay cái loại đầu van phù hợp. Đây là mình đang thay cái đầu van xe đạp này. Đó, đây là mình đang sử dụng cái đầu van xe đạp. Bên này là đầu van xe máy này. Thì đầu tiên là các bạn đưa cái vòi này vô đây. Các bạn thả cái đầu vòi vô đây. Xong rồi các bạn cho cái đầu van xe vô phù hợp. Có thể là bên này là xe máy này, bên này xe đạp này, thì mình đưa đầu van này vô. Đó, sau đó mình vặn cái nắp ở ngoài của nó lại. Sau khi bơm xe đạp xong thì bây giờ mình sẽ lắp bidan. Đây là cái bidan mà nó kèm theo chiếc xe này. Thì mọi người bạn mình cũng kêu là bidan này thì không được người đạp cho lắm. Thì mình cũng muốn sử dụng thử để mình có sự trải nghiệm. Sau đó thì một thời gian sau mình sẽ mua cái bidan mới chẳng hạn. Đây là chiếc bidan bằng nhựa. Trên bidan thì nó cũng có thông số này, như cái này là có led và rai này. Thì chúng ta sẽ lắp đặt theo cái thông số này bên trái và bên phải chiều của xe này. Các bạn có thể thấy left đúng không, là right này, phải này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp bên trái trước. Vậy là sau 2 giờ đồng hồ lắp đặt chiếc xe Caliber X8 này thì hiện tại là chiếc xe đã hoàn thiện rồi. Đây là những cái bộ phận cơ bản mà mình đã lắp xong. Ngoài ra thì mình còn có chiếc ba ga, có cả cái yên tròi sụp mình chưa lắp. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức chiếc X Caliber mới của mình nhé.
Chiếc này thì mình mua size L. Cái phong dáng mình là khá phù hợp và rất đẹp. Và chúng ta sẽ cùng nhau đặt thử một vòng nhé. Wow, rất là tuyệt. Và chúng ta hãy cùng nhau bóc tem chiếc xe này. Những bộ phận cuối cùng mà mình sẽ bóc là Wow, quá đẹp. Và bây giờ là chữ Jack, nhãn hiệu của chiếc xe. Tên. Chào mừng các bạn đến với Phượt TV. Chiếc xe này thì mình thấy trên hình trước khi mua, chứ mình chưa trải nghiệm ở ngoài, mà cực kỳ là thích các bạn ạ. Nó giống như những gì mình mong muốn, một chiếc xe cực kỳ đẹp. Và các bạn có thể thấy là form dáng chiếc xe rất là hay, màu trắng đỏ. Mình sẽ bóc đây. Mình sẽ mua mới một cái tay vịn ở đây ha. Mình sẽ mua mới. Và còn nhiều chi tiết khác nữa để trang bị bổ sung cho chiếc xe này. Cần phải rất nhiều hành trang để trang bị để chúng ta có một chuyến đi xuyên Việt thành công.